Các bạn nhé, hôm nay mình sẽ câu cá nhưng mà không cần mồi các bạn. Đây chỉ là cái cỏ voi thôi nhá. Đấy, để mình thử thách là câu cá không cần mồi xem nào. Hôm nay cái đường đây này, mình đang ở trên quê vợ mình nhá, đó là ở Chiêm Hóa các bạn. Đấy, đây phao của mình cũng rất là đơn giản, là phao của mình chỉ là cái tăm bông máy tai nhá các bạn nhá, bản tốc luôn á. Rồi các bạn xem là chuẩn bị là giật chóng hết mặt này. Ôi chìm mùa các bạn ạ. Có được không nhỉ? Đấy, nó đang bù ở trong. Không, con cá này nó không ăn. Kệ nó, cứ thả xuống. Nó bị chìm các bạn ạ. Ui 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 ui. Được rồi, cứ cho ăn một lúc đi. Khả năng nặng tay thua. Vào phải ấy cơ, phải gặp chấm đen. Đây là rô phi rồi. Phải gặp chấm cỏ. Rô phi nó lại không ăn. Đây các bạn, để xem nó có gì không, là biết ngay con này không ăn rồi. Để mình dậm. Bình thường dậm hay là nó sẽ vào rất đông à. Úi, ngắm thích không? Quay dưới đi. Ui rồi, thích thật đấy. Đây, dậm chân nhá, dậm chân là cá nó vào. Để mình sẽ nhử chấm cỏ vào nhé các bạn nhá. Úi. Bây giờ chấm cỏ là tận bên kia kìa. Mình sẽ dậm chân này để nhử cho nó bơi vào đây. Ui, các bạn nhìn này, cá nhiều không? Thích không? Ui, nhìn thích thật đấy. Ấy, toàn rô các bạn ạ. Đây này, mình thấy chỗ này. Ui, ui. Ui, con đấy cắn thật các bạn ạ. Được rồi, để mình sẽ nhử. Để cho mình sẽ để lặng tay một tí đi. Xong mình sẽ giật. Khả năng là con ấy rồi. Con to ở dưới ạ. Con to ở dưới đấy. Chưa thấy tín hiệu gì các bạn ạ. Chưa thấy chấm, bây giờ chỉ đấy nó đang xỉa anh. Mình chỉ thấy rô thôi, rô này thì không ăn thua. Đấy. Nó phải nặng tay cơ. Từ, có khi phải lấy cả cái ấy cỏ á. Mình lấy ít quá nó không được. Úi, ở đây con đấy đúng không? Con màu xám đúng không? To cơ, phải 2 cân đấy. 2 cân à? Ừ. Mình sẽ cố câu con to nhất là 4 cân rưỡi các bạn. Úi. Nào lôi đi. Chưa thấy gì. Để xem nhiều những clip hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ clip cho mình nhá. Mình sẽ làm nhiều hơn các clip dân dã vùng quê cho các bạn xem. Ui, quả đấy con đấy là cắn rồi đấy. Được rồi, để mình cho lâu thì nữa. Chỗ này khả năng không ăn thua rồi. Toàn rô thôi các bạn. Úi, từ để mình đi đổi mồi. Để mình đây cái cỏ là mình sẽ bỏ đi. Lần này mình sẽ lấy không? Lấy mình sẽ lấy cái. Mình sẽ lấy cái. Chơi cả cái cụm này luôn. Điên à? Không, cái đấy nó không ấy đâu. Cả đó nó nhìn nó rỉa, khả năng là nó mới dính. Đây. Bắt này mình sẽ chơi liền. Chưa thấy ai câu cá con này. Đây mới là câu chấm cỏ à. Không cần mồi luôn. Nào, rỉa đi. Ôi, ở góc này, bắt rồi. Kéo lấy rổ ra vớt được ấy. À, rổ vớt thì bé thì nói chuyện gì. Những con to chưa thấy vào. Từ, muốn câu được. Muốn có cá to phải ra xa. Ơ, có con to ở kia thật đấy. Có đấy, nó đang ăn cỏ ấy. Từ. Cho ăn chán đi các bạn ạ. Ăn chán đi xong mà vào cái móc thì mình giật lên sẽ dễ hơn. Hôm nay cô nó chú đâu hết rồi ạ. Đấy, đang rỉa cỏ ấy. Chấm cỏ thường nó rất thích ăn. Ôi, có nhá, mình nhìn thấy nhá, to đấy. Con đấy tầm 3 cân. Ôi, dĩn đốt, đây. Trời ơi. Ở đây thì rất là nhiều dĩn đây, chân mình thì nhiều hoa mèo, hoa sói ấy.
Thế thì em gọi bố. Địa điểm này không có là mình có thể là mình sẽ chuyển sang một địa điểm khác. Nhưng mà mình vừa nhìn thấy một con ở đây này, to rồi. Ui dồi, nó to, nhỏ. Không, vừa nhìn thấy con chấm cỏ to đấy. Nhưng mà đang nhiều nó thì chưa thấy nó. Anh để cái môi to tổ bố đấy, làm sao là đến. Chưa thấy nó vào. Bọn cá rô thì nó không rỉ ra này đâu. Từ từ cái này. Nó thích ăn cỏ mà, nó nhảy lên nó rỉa. Ui chết đỏ kìa. Ồ, con cá, cá vàng. Cá vàng bơi trong bể nước. Yên yên yên, nó đang rỉa nha. Đấy, kéo đấy. Kéo đi, giật lên đi. Chưa thấy gì luôn ấy. Kéo nó phải giật giật tạch tạch. Ơi, đây này này này, chỗ này có. Ui à, ngồi như cần thủ luôn. Đấy. Về già thì cũng chỉ cần thế này thôi các bạn ạ. Về già là mình sẽ về đây hả? Vợ chồng mình sẽ xây xây nhà vườn ở đây. Ở đây đồ ăn thì rất là nhiều. Quất hồng bì này, xoài này, nhãn này, vải này, cam. Vườn mít đi. Vườn mít. Kia măng gì kia, ong ở trên kia luôn. Á à, hồ. Không thể ăn được. Thôi để em gọi bố nhá. Em gọi bố nhá. Ừ, gọi bố đi. Tắt nhá, tắt nhá. Bố câu như này à? Hả? Tắt nhá. Để đấy anh quay cho. Đi gọi luôn đi. Thì không cần phải. Do là không chuyên nghiệp lắm nên là mình có khi phải đi trợ giúp của bố vợ các bạn ạ. Nó cũng rỉa đấy nhưng mà đây là còn rô thôi, nó không ăn. Đây là cho các bạn xem này. Đây, đấy. Đây, 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 đây. Đây bây giờ bố vợ mình mà xuống là kiểu gì cũng bắt được. Chuyên gia trong lĩnh vực này rồi các bạn ạ. Nó cũng rỉa đấy. Ấy đây 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 này. Mình vừa thấy nguồn nước chỗ này này. Úi rỉa ghê lắm các bạn ạ. Rỉa tăm bông. Rỉa tăm bông rất ghê luôn. Khả năng là không ổn nào. Có khi mình phải chuyển phương hướng. Chuyển ra đây khả năng là chỗ này này.